đã được nửa xếp đấu rồi và bây giờ các vận động viên đã đổi sân cho nhau. Vâng, một pha xử lý trên lưới, một những pha chặn cầu liên tục của Giang Kevin. Số 15-14, đôi Tùng Giang Tùng Dương vẫn giành dẫn trước. Hay quá, còn sức đánh giải nữa. Một pha hai nhịp rất hay ở Tùng Dương. Một set cầu tỷ set cầu 31 kéo dài đến khoảng 30 phút. Tùng Hoài. Từ khi hai bạn ấy đến với nhau thì đã giành được rất nhiều giải lớn cầu lông phong trào ngoài miền Bắc này. Mình là Sport Hùng, mình đến từ Lào Cai. Vừa rồi thì đôi Ngọc Anh và Giang, Ngọc Anh và Tùng Giang đã giành chức vô địch giải Lào Cai mở rộng Đại hội Thể dục Thể thao Lào Cai năm 2018. Ngọc Anh mặc áo vàng, còn An thì đang mặc quần hồng đây. Nhầm, Ngọc Anh mặc áo vàng, còn Giang mặc quần hồng. Cũng không sai chút nào cả, vì nó quá nổ. Hay quá nhờ. Đánh tốc độ như này thì ai đỡ được. Hello Mai Thúy Hiền, hello Phương Anh. Đánh cái trận. Ôi, vẫn qua kìa. An vẫn chưa chết. Điều gì đang xảy ra? 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 Ra màn. Không là Mai không có sức đánh giải. Hay thế nhỉ. Chỗ này đấy. Đánh toàn nhất con giải đấy. Không. Dạ Dương hay cặp, tức là hai với áo đen này này, hai là đánh nhau này, là một đôi đấy bạn. À không, đây mấy đứa. Hay quá các bạn ạ. Đôi Tùng Giang Tùng Dương lại tiếp tục giành chiến thắng. Khuất phục chưa? Ngọc An Ngọc Anh khuất phục chưa? Ok, Hùng xin kết thúc video tại đây.